Bộ phim Khánh Dư Niên phần 2. Tập 10. Chuyện gì thế này? Chỗ bệ hạ ban ngồi. Thái tử còn đứng. Ông ta là ai thế? Chính sứ Cơ Mật Viện Tần Nghiệp. Chính sứ Cơ Mật Viện, người đứng đầu quân đội. Chứ còn gì nữa? Toàn thể binh tướng cánh quốc chúng ta đều do một mình Tần lão tướng quân điều khiển. Không mặc giáp à? Không cần thiết, đang lên triều mà. Thế chiếc ghế trống còn lại kia là chờ ai đấy? Hành lễ. Đừng đừng đừng. Không cần thiết, không cần thiết. Không phải với ngài. Đừng ngủ nữa. Mọi người đều đang nhìn kìa. Lâm tể tướng đến rồi đấy à? Ta không ngủ, tỉnh táo lắm. Lâm Dược Vũ tể tướng. Thế bá nhà chúng ta oai thế cơ à? Đứng đầu trăm quan mà lại... Phạm đại nhân, ngài... Đây là chỗ của ta. Ta đứng đây. Chỗ của ngài ở đằng kia cơ mà. Ngài ra đó đứng, ta xin phép không đi cùng ngài nhé. Ngai vàng đâu? Cái gì? Sao không phải ngai vàng? Kéo ta làm gì? Bệ hạ chỉ ngai vàng này cứng quá nên đổi cái khác. Tùy hứng thế sao? Nói bé thôi. Bệ hạ nói rồi. Ghế gì? Không quan trọng. Quan trọng là ai ngồi lên. Bệ hạ nói có lý đây. Lời nói của bệ hạ đều có lý cả. Nên kể ra thì trên điện này ngoài bệ hạ ra chỉ có hai vị này đủ tư cách ngồi. Ba vị, không phải hai cái ghế sao? Đúng là ba ghế thật. Đang chờ ta sao? Các người bày trò gì vậy? Là sao? Tấu chương biện hộ của Phạm Nhàn có phải do ngài dạy không? Là ý của bản thân thằng bé, ngài không thêm dầu vào lửa chút nào sao? Không có thật. Lời ngài nói, không tin được câu nào hết. Ngài cũng biết, lát nữa trên điện, thân phận của ta không tiện mở lời. Nhưng phía đô sát viện đang rất bức xúc. Lát nữa, ngài hãy lên tiếng bên vực chút. Sao không nói gì? Không nói nổi. Một câu cũng không được. Ngài bớt dở giọng đó đi. Làm phiền rồi. Dùng sức đi. Tần lão tướng quân cứ như vậy suốt à? Chúng ta đừng trêu chọc lão tướng quân nữa nhé. Ta hỏi thôi mà. Vậy cũng không được. Phạm Nhàn. Là ta. Ngài là... Ta đã đọc tập thơ của ngài, cũng rất ngưỡng mộ tài năng văn chương của ngài. Không phải ta viết. Ta biết.
thần tiên vào mộng, truyền lại thơ văn. Cũng không phải thần tiên gì, là một thời đại khác. Người có học hẳn là biết phát huy đạo đức. Sao ngài lại không hiểu lý lẽ này chứ? Cho dù ngài có thế lực nào chống lưng, cho dù tài văn chương của ngài xuất chúng cỡ nào, hôm nay ta nhất định phải chấn chỉnh luật pháp, quét sạch gian thần. Các hạ là... Vị này chính là Tả Đồ Ngự Sử Lại Danh Thành. Điện hạ, Lại đại nhân là danh sĩ đứng đầu Đô Sát Viện, nhân phẩm học thức đều khiến người ta ngưỡng mộ. Lại đại nhân giữ lại chút sức lực, lát nữa phát huy. Điện hạ chê cười rồi. Ai trung, ai gian, lát nữa là sẽ sáng tỏ. Nhân phẩm không có vấn đề gì, chỉ là không biết linh hoạt. Nếu không thì sao cứ mãi ở trong Đô Sát Viện? Hôm nay ngươi định đối phó thế nào? Thần là người thật thà, đương nhiên sẽ đối phó kiểu thật thà. Ngươi thật thà, ngươi thật thà tốt đó. Bái kiến Thái tử điện hạ. Nhị ca, không cần khách sáo. Khách sáo quá dễ làm tổn thương tình cảm. Lời của điện hạ khiến ta ấm hết cả lòng. Đừng để bị bỏng là được. Câu nói này lại lạnh rồi. Nguội nhanh thế, cùng cố gắng với thái tử. Sao Trần viện trưởng còn chưa đến? Ta không tin điều quái gở đâu. Sức khỏe từ sao hồi trẻ rồi phải không? Đến kẻ liệt nửa người như ta cũng không đẩy nổi. Thôi đi, ngài giấu gì trong này mà nặng thế? Thần binh tuyệt thế, lời ngài nói một câu cũng không thể tin. Không được, ta phải đi tìm người giúp đỡ. Ngay giờ lát, không cần. Có sẵn rồi. Viện trưởng, điện hạ cũng đến rồi. Để ta. Lần đầu gặp mặt, ngươi chặn ngựa ta. Sao còn lôi cả chuyện cũ ra thế? Trước đây biết cười to gan, không ngờ lại to đến mức này. Một mình đối đầu với cả Đô Sát Viện, cứng đấy. Điện hạ cũng đến xem trò vui à, còn phải hỏi sao? Đại ca, đại ca. Sao cha mồ hôi đầm đìa thế? Lát nữa đừng động thủ đấy. Yên tâm đi, con cũng đâu phải kẻ điên. Chuyện gì vậy? Bệ hạ sắp đến rồi. Phạm đại nhân, ngài hãy mau về vị trí của mình đi. Giờ đấy đừng có manh động. Phải tổng cộng gõ mấy tiếng? Nhanh lên đi. Chư vị, chuyện của Đô Sát Viện mọi người đều biết cả rồi chứ? Tấu tự biện hộ của Phạm Nhàn các vị đã xem chưa? Chưa xem à? Xem cho kỹ. Xem.
xem cho thật kỹ vào. Lại danh thành. Có thần. Ngươi tấu tội gì? Tấu hiệp luật lang phạm nhàn, nhận hối lộ, ngạo mạn, coi thường phương pháp. Phạm nhàn. Có thần. Ngươi nhận tội không? Thần không có tội gì để nhận. Cái gọi là nhận hối lộ, ngạo mạn, coi thường phương pháp, thần không biết nói từ đâu. Lại danh thành. Kiểm sơ ti, hối lộ nhất xứ giám sát viện. Phạm nhàn nhận hối lộ ngay trước mặt mọi người, nhân chứng nhiều vô kể, tuyệt không giả dối. Nhận tội không? Nào có nhận hối lộ, thần bị quan. Phạm nhàn. Lời khai của nhân chứng đều ở đây. Ngươi còn chối cãi? Thật sự không có. Bảo ta nhận thế nào, bệ hạ? Thần xin mời nhân chứng. Không cần phiền phức như vậy. Là ai của kiểm sơ ti? Đúc lót tiền. Đới công công. Truyền. Truyền đới công công. Truyền đới công công. Truyền đới công công. Trần Bình Bình. Có thần. Phạm Nhàn là người của giám sát viện các ngươi. Ngươi định giải thích thế nào? Giám sát viện cũng là thần tử của bệ hạ, đứng trước quốc pháp tuyệt đối không bao che. Vậy ngươi thấy Phạm Nhàn có giống một tên tham ô phạm pháp không? Giống. Thú thật với bệ hạ, từ ngày thần nhậm chức ở giám sát viện đến nay, nhìn ai cũng thấy giống kẻ phạm pháp. Nghe xem, ông ta nói gì kìa. Phải đấy, nhìn ai cũng giống. Quả thực là vậy. Để trẫm xem thử nào. Ngươi nhìn Lâm Tể tướng có giống không? Càng giống. Lâm Tể tướng sao có thể là kẻ phạm pháp được? Nói bậy bạ gì thế? Trần viện trưởng, mắt sáng đi. Già rồi nên hoa mắt, ngài thứ lỗi cho. Lâm Tể tướng, Trần viện trưởng chỉ đùa với ngươi thôi. Thần thích đùa. Hai người các ngươi đều quá thân thiết với Phạm Nhàn, lời nói không tính được. Tần tướng quân. Có thần. Ngươi thấy Phạm Nhàn có giống hạng tham ô phạm pháp không? Bệ hạ, thần chỉ biết cầm binh đánh trận, chuyện khác không biết gì. Tuy nhiên, thần cảm thấy hắn không giống. Tại sao? Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, treo cờ Đại Khánh ta ở phương thành Bắc Tề, ngay cả đám lính chúng thần nhìn vào cũng thấy hả hê. Đúng vậy. Không sai, ta cũng nghe nói rồi. Một thiếu niên sáng ngời như vậy, không giống kẻ xấu. Đa tạ Tần lão tướng quân. Ta cũng chỉ có gì nói nấy thôi. Nghe nói tiểu tử nhà ngươi còn dụ dỗ thánh nữ Bắc Tề. Nở mày nở mặt. Tần lão tướng quân, những chuyện đó đều chỉ là tin đồn nhảm, cũng có thể lắm chứ.
Thế bá, không phải thật. Ta chỉ nói nhảm vậy thôi, ngài đừng để bụng nhé. Hiểu rồi. Đây không phải đứa công công sao? Giày của ta tuột rồi, cho ta đi giày rồi lên điện đi. Ta thất lễ trước điện, các vị cũng sẽ bị liên lụy. Gan to thật đấy. Phải đấy, vậy mà cũng dám. Lão nô bái kiến bệ hạ. Là danh thành. Đỡ công công, mời xem. Đây là chứng từ nhất xứ của giám sát viện đã điều tra niêm phong kiểm sư ti. Đỡ công công lập tức chạy đến nhét cho Phạm Nhàn 3.000 lượng bạc. Đỡ công công, chuyện này nhận không? Không phải, đây, chuyện này nhét ngân phiếu, nhét trước mặt người khác sao? Nghe đã thấy vô lý, đúng không? Hắn dán phong thư lại, dán vào thì sao biết là ngân phiếu chứ? Phạm Nhàn trực tiếp xé ra. Hắn không chỉ xé ra, còn đọc lên số tiền. Chuyện này, người có mặt ở đó đều tận mắt thấy. Nhận tiền tới mức độ này, có thể thấy Phạm Nhàn, Phạm Nhàn đã kiêu căng bệ vệ tới mức nào. Nhìn ta làm gì? Hỏi ông đó. Trả lời. Đỡ công công, chứng cứ như sắt thép, ông phải nghĩ cho kỹ. Đỡ công công, đừng hoảng, chỉ là 3.000 lượng bạc thôi mà. Kiểm sư ti thuộc hậu cung, chức tội danh này không làm gì được ông. 3.000 lượng, 3.000 lượng chỉ là phần nổi mà thôi. Bệ hạ, đô sát viện của ta gần đây dốc lòng điều tra kỹ, cũng do kiểm sự tiền làm nhiều chuyện xấu, rất dễ tìm thấy chứng cứ buộc tội. Theo điều tra, nhiều năm nay kiểm sự tiền chèn ép nông dân, không việc ác nào không làm. Vì đớ công công này đây, nhà riêng của hắn ở ngoài thành không chỉ có 1-2 căn, hắn còn lợi dụng giá râu để gai bẫy rất nhiều nông dân bị ép tới mức phải bán còn lấy tiền, thậm chí đưa con gái ruột của mình vào thành lâu. Tội ác như thế, người oán trời trách, bách tính ngầm gọi kiểm sư ti là huyết nhục ti. Lại người sử tuyên bố đúng là hùng hồn, chỉ không biết tội chứng này có đáng tin không. Chứng cứ rõ ràng, mời bệ hạ xem. Lại ngự sử Lâm Tể Tướng, đại khánh tà, pháp luật nghiêm ngặt, hình bộ, đại lý tự cho đến phủ nhà, mỗi bên đều có trách nhiệm riêng. Cho dù thần tử phạm pháp cũng phải điều tra theo luật. Nào có đạo lý đưa tội chứng đến trước mặt bệ hạ chứ. Lâm Tể Tướng, ý của ngươi là trẫm không nên xem thấu chương này sao? Bệ hạ là vua của vạn người, không có gì không được xem. Chỉ là thần thống lĩnh lục bộ,
có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với bệ hạ. Nếu làm việc bệ hạ thời gian lâu dài, chỉ sợ lục bộ lơ là, pháp lệnh không rõ. Có lý. Trẫm không nên xem. Lâm tể tướng sai rồi. Thứ nhất, kiểm sơ ti thuộc hậu cung, đương nhiên phải cho thánh thượng định đoạt. Thứ hai, đô sát viện ta có trách nhiệm giám sát bá quan, đem chứng cứ trình lên bệ hạ, không tính là vượt quyền. Còn có thứ ba nhỉ? Thứ ba, lục bộ đều do Lâm tể tướng quản thúc. Vụ án kiểm sơ ti ta đã tố cáo Phạm Nhàn, mọi người đều biết Phạm Nhàn sắp trở thành con rể của Lâm tể tướng. Lâm tể tướng nên tránh hiềm nghi mới phải. Lại ngự sử, sợ ta bao che à? Là người đều có tình riêng, Lâm tể tướng chính trực liêm khiết, nếu nói đến bao che, trẫm là người đầu tiên không tin, ta là người thứ hai. Bệ hạ, lại ngự sử nói rất có lý. Vụ án kiểm sơ ti nên để bệ hạ định đoạt. Ta tin tưởng ngươi mà. Thần không dám tin bản thân mình lắm. Lại danh thành, có thần, đưa hắn tự xem. Lão nô sai rồi. Bệ hạ khai ân, lão nô bằng lòng khuynh gia bại sản, lấy công chuộc tội. Bệ hạ, hắn nhận tội rồi, tan thành mây khói, giải xuống. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân, khai ân, bệ hạ. Phạm đại nhân, tận mắt chứng kiến kết cục như vậy, người có cảm nghĩ gì? Tình họ đới này đúng là không ra gì, lại ngự sử thường hại cho dân, bách tính sẽ nhớ ngài. Tới mức này rồi, người có nhận tội không? Ta có tội gì chứ? Người dám nói 3.000 lượng đó người không lấy, đúng là lấy rồi. Đây là nhận tội rồi, đỡ đá. Ý của lại ngự sử là ta cứ cầm 3.000 lượng này là nhận hối lộ hay sao? Người dám nói không phải. Lại ngự sử, sao ngài dám vu khống hoàng tử? Người nói bậy gì chứ? Hôm đó ở kiểm sơ ti, có phải ta nhận ngân phiếu trước mặt mọi người không? Chính là vì như thế mới có chứng cứ rõ ràng. Thế ta hỏi ông, điện hạ cũng ở đó đúng không? Điện hạ, điện hạ cũng ở đó. Đúng là điện hạ ở đó. Nếu ta làm trái quốc pháp, chuyện đã qua bao nhiêu ngày rồi, tại sao điện hạ không tố cáo ta? Lại ngự sử nói ta nhận hối lộ, điện hạ lại xem như không có. Chẳng phải điện hạ đồng lõa với ta hay sao? Chuyện này vu khống hoàng tử, ý đồ đáng chém. Sao điện hạ không tố cáo? Hôm đó đúng là nhi thần ở kiểm sơ ti. Con nhìn thấy hắn cầm tiền rồi. Nhìn thấy rồi, đúng như lại ngự sử nói, nhận 3.000 lượng là trái với quốc pháp. Nhi thần vốn nên tố cáo Phạm Nhàn, vậy sao không tố cáo? Bởi vì ta tin ngươi. Phạm Nhàn tài hoa hơn người, vào kinh chưa lâu đã có danh thi tiên, còn đảm đương trọng trách ở giám sát viện, có thể nói là tiền đồ rộng mở. Nhi thần nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng người như vậy sẽ vì 3.000 lượng mà tự hủy tương lai. Nếu hắn âm thầm làm thế, Nhi thần biết được chắc chắn cũng tố cáo, nhưng hắn nhận tiền công khai nên có chút không thể hiểu được. Nhi thần cho rằng hắn có ý đồ gì khác, nên cũng thử đợi thêm xem sao. Nói hay lắm, những gì vừa nãy điện hạ nói chính là điều ta muốn nói.
biết đâu ngươi thấy 3.000 lượng quá ít nên bí quá hóa liệu. Hoang đường, bách tính Kinh Đô một năm chưa chắc để ra được mấy chục lượng, ngân phiếu 3.000 lượng đối với họ mà nói là con số khổng lồ mà không dám tưởng tượng. Chúng ta làm quan trong triều phải dùng quốc pháp, hiểu dân tình, lời lẽ của lại ngự sử như vậy thật lạnh lòng người. Nhưng ngươi nhận 3.000 lượng đó rồi. Đúng thế, ngươi thật sự cầm rồi. Đúng thế. Lại ngự sử từng câu cá chưa? Không có mồi nhữ. Cá có cắn câu không? Ngươi cố ý nhận hối lộ là để Kiểm Sơ Ti cắn câu. Không dám giấu, mọi tội ác của Kiểm Sơ Ti ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Ý nghĩ vì nước Thượng Hải không hẹn mà giống với lại ngự sử. Tâm linh tương thông chính là nói hai chúng ta đó. Mọi người xem, Phạm đại nhân đúng là miệng lưỡi không xương. Sự thật là như thế mà. Thế ngươi nói ngươi cũng ở Kiểm Sơ Ti, có bằng chứng không? Vừa lấy được 3.000 lượng đã chuyển giao cho Trần viện trưởng. Suy nghĩ muốn điều tra, Kiểm Sơ Ti cũng đã nói với viện trưởng. Thật sao? Thật. Vậy chẳng phải là hiểu lầm sao? Vốn chỉ là hiểu lầm. Trần viện trưởng, không phải không tin lời ngài, ta chỉ muốn hỏi thêm một câu. Phạm đại nhân, nếu ngươi đã nói là hiểu lầm, ban đầu lúc chúng ta tố cáo ngươi, tại sao ngươi không tự dâng tấu biện hộ, giải thích rõ mọi chuyện? Lại đại nhân, ai dám giải thích với bên trên đó? Tại sao? Một Kiểm Sơ Ti cỏn con sao lại có gan lớn như thế? Người tham nhũng trên triều đường không chỉ có một hai người. Ngươi cũng nghi ngờ Đô Sát Viện chúng ta, không chỉ Đô Sát Viện, dưới là bách quan, trên là hoàng thân. Ta đây không dám tin ai cả. Nếu đã điều tra tham nhũng thì nhận 3.000 lượng ngân phiếu lâu như thế, tại sao tới giờ cũng không thấy kết quả? Nếu không phải Đô Sát Viện chúng ta, sợ rằng Kiểm Sơ Ti tới bây giờ vẫn yên lành. Là ta do dự. Do dự gì? Nên điều tra tham nhũng, nhưng vấn đề là được bao lâu, dám điều tra sâu tới đâu? Sợ rồi. Không phải sợ, là lo lắng. Chính trực liêm khiết là cái gốc của người làm quan. Chúng ta đã nhận hoàng ân thì nên cống hiến hết mình. Là ngự sử đại diện bản thân hay là cả Đô Sát Viện, trên dưới Đô Sát Viện ta đều coi báo quốc là trách nhiệm của mình. Giám sát viện các người không dám điều tra, Đô Sát Viện chúng ta dám điều tra. Giám sát viện các người sợ, Đô Sát Viện chúng ta không sợ. Khí phách lắm. Bái phục. Ngươi nghe xem, ngươi nghe xem. Trần Bình Bình, lão thần hổ thẹn. Những năm qua quả thực giám sát viện có hơi lơi là. Ngươi phải cho trẫm một lời giải thích. Bệ hạ, khoảng thời gian qua các phủ nhà điều tra một vài quan tham phạm vi liên quan khá rộng, vốn nghĩ muốn gác qua một bên, hôm nay xem ra trách nhiệm lớn thế này cần được giao vào tay Đô Sát Viện. Phải danh sách này của Trần viện trưởng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi sao? Vừa hay kịp đúng hôm nay, chỉ chờ thời khắc này. Đô Sát Viện nếu không muốn nhận, giám sát viện ta cũng không ép. Quan tham đã điều tra ra rồi, việc còn lại giám sát viện làm nốt chẳng phải là xong sao? Sao lại còn đẩy việc còn lại ra ngoài? Vậy nên mới nói liên quan rất rộng. Giám sát viện cũng do sợ đúng chứ? Sợ thì không sợ, chỉ là tốn thời gian, sức lực. Có những quan viên không ở Kinh Đô nhưng qua lại với Kinh Đô rất mật thiết, thậm chí còn có liên quan đến hoàng tử trong triều. Vụ án này nếu điều tra kỹ sẽ kéo dài rất lâu.
giám sát viện ta công việc bận rộn, không có sức lực nhiều như vậy. Nếu như Tân tướng quân đã hỏi đến đây rồi, có phải cũng muốn xem thử không? Đừng, ta đây không biết chữ, cũng không đọc được, không xem. Lâm tể tướng, không ai dám nhận sao? Bệ hạ, danh sách này, đô sát viện thần xin nhận. Vì nước dạy u sao có thể chung bước? Trung dũng có thừa, ngươi vẫn nên xem kỹ hạng nói. Bệ hạ, thần không nhịn được muốn nói đôi lời. Khởi bẩm bệ hạ, là ngự sử trung thành dũng cảm, khiến người khác nể phục. Chỉ là việc này liên quan đến hoàng tử, chỉ sợ là ngự sử không gánh nổi trọng trách này. Có quốc pháp ở đây, có gì không gánh nổi? Điều tra rõ chân tướng để trả lại sự trong sạch cho hoàng thất. Nếu như thật sự có hoàng tử dính líu vào, mong là ngự sử trân trọng bản thân, chớ nên nóng nảy. Bệ hạ, nếu như thật sự có hoàng tử dính líu vào việc này, đô sát viện thần cũng phải điều tra đến cùng. Ngự sử trời ban không ngại thân thích, diệt trừ gian thần cho khánh quốc ta, điềm khiết nghiêm minh. Đây là phúc của khánh quốc ta. Ngự sử trời ban là phúc của khánh quốc. Bệ hạ, là ngự sử thật là rường cột nước nhà. Thần xin được lấy lại bức thư pháp đã tặng cho đô sát viện. Ngươi muốn lấy lại là được sao? Thần cứ đồng nhận sai với đô sát viện. Phạm Nhàn, có trong tấu chương từ biện hộ của người viết hiện giờ gian thần hoành hành. Trẫm muốn hỏi người, ngươi đang chỉ ai? Đương nhiên là những tham quan tham ô trong thiên hạ, tuyệt đối không phải các viện ngự sự của đô sát viện. Là danh thành, có thần, làm việc cho tốt. Bệ hạ, thần nguyện trả lại cho khánh quốc trời quang mây tạnh. Trẫm rất mong chờ. Lâm tể tướng, để con dìu Thế Bá, cũng chưa già vậy đâu. Quyền uy của Thế Bá người thường quá không sánh nổi. Muốn mượn đao giết người à? Gì ạ? Muốn mượn đô sát viện điều tra lão nhị? Rốt cuộc cũng không giấu được Thế Bá. Trần Bình Bình dạy con à? Con tự ngẫm ra đây. Lại danh thành, quả thực là một con dao bén. Chỉ là con có vài điều dư dữ muốn thỉnh giáo Thế Bá. Ban nãy mấy người đứng ra trong điện không phải người con sắp xếp. Nếu không có họ thêm dầu vào lửa, hiệu quả cũng chẳng tốt đến vậy. Muốn biết họ là người của ai sao? Là người sắp xếp sao? Nhưng sao người lường trước được việc? Con muốn nhắm vào lão nhị chứ. Bao năm qua giữ chức tể tướng cũng không phải ngồi cho vui. Mấy người đứng ra này sẽ không liên lụy Thế Bá chứ? Ai nói mấy tên đó là người của ta?
không phải. Thế là người dưới trướng ai? Dì ca. Dì ca đi chậm thôi. Thái tử có gì phân phó? Hôm nay triều đường đông vui quá. Dì ca thấy sao? Lại ngự sử khí thế lắm. Bao năm qua đô sát viện có cũng như không. Những ngự sử này cũng nhìn đủ đồ. Nếu không cũng không chịu nhận việc điều tra tham ô này. Nhưng mà nói điều cũng phải nói lại, điều tra tham ô dù gì cũng là việc tốt. Chỉ cần không phải ân oán cá nhân đều là chuyện tốt cả. Ân oán cá nhân? Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ trong danh sách tham quan này, dì ca đoán ra có những ai sao? Không biết. Vẫn nên lo lấy thân mình thôi. Chúng ta làm hoàng tử nên chú ý những quan viên thân thiết, không thể làm mất mặt hoàng thất. Cô nói đúng không, dì ca? Lời của thái tử thật là thâm thúy. Ta cũng chỉ là bộc phát do cảm xúc ban nãy thôi. Quên xem mấy kẻ nhảy ra ban nãy, nói ngự sử trời ban, kẻ nào cũng giống nhà khùng hồn. Kẻ làm quan thái độ đó đàng như vậy, quả thật ít gặp. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều tra tham ô là việc lòng dân hướng về, mọi người đều kỳ vọng. Sao thế? Bái phục. Do đâu thấy vậy? Đem bát vào đầu bếp. Thủ đoạn của thái tử sắc bén. Đầu bếp gì cơ? Lời dạy bảo của thái tử thần chắc chắn sẽ khắc ghi, không dám quên chút nào. Điện hạ. Chúng ta tiếp theo có phải nên giúp lại ngự sử một chút? Chúng ta? Là ý gì hả? Điện hạ, điện hạ, bên đây, mời, mời, mời. Chúng ta đều là thuộc hạ của thái tử, đương nhiên phải dốc lòng tận lực. Chờ đã, đám người đô sát viện kia đầu óc cứng nhắc, cứ khăng khăng tự mình xử lý vụ án. Chúng ta xem kịch là được rồi, tại sao cứ phải tham gia vào? Nhìn gì? Mấy vị đó không phải là ý của điện hạ sao? Người nói mấy vị nào? Thêm dầu vào lửa. Mấy vị khen ngự sử trời ban đó, sao lại là ý của ta được hả? Họ không phải dưới trướng thái tử sao? Không, sao lại là dưới trướng ta được? Vẫn luôn là thế. Vậy sao ta lại không biết chứ? Thế là đúng rồi. Việc này người theo phe thái tử rất nhiều, chỉ là mấy chuyện này chức vụ nhàn hạ không hết lắm, chắc vẫn chưa có cơ hội gặp mặt thái tử. Mấy kẻ đó đúng thật là dưới trướng ta, vô cùng chắc chắn. Tại sao họ lại nhảy ra? Không phải người sắp xếp sao ạ? Ta sắp xếp cái gì chứ? Tại sao họ lại nhảy ra vào lúc đó? Chẳng trách nói cái gì mà đầu bếp với chả bát. Đầu bếp? Đầu bếp gì? Của Kiểm Sơ Ti sao ạ? Người dưới trướng thái tử nghe lệnh người cũng không khó. Thế bá lợi hại, không lợi hại bằng con. Về nhiều ngày vậy rồi cũng không đi thăm Nguyễn Nhi lần nào. Sao thế? Thánh nữ Bắc Tề không cho con đi hả? Thế bá, tin đồn không thể tin được. Con và cô thánh nữ đó, con và Uyển Nhi, con người con, người rõ mà. Đừng nói với ta, đi mà giải thích với Uyển Nhi. Không phải con không muốn đi gặp Uyển Nhi. Quả thực sau khi về kinh quá bận rộn, không rời người được phút nào. Đây không phải là cái cớ. Thế bá, quả thực có lý do khó nói, không liên quan đến thánh nữ Bắc Tề. Con bé vẫn đang đợi con suốt đây. Vậy tối nay con sẽ đi thăm cô ấy. Tối? Không, không phải tối. Không phải tối. Ban ngày, ban ngày. Có thời gian cái lại đi.
Nhân lúc ta còn sống, thành thân đi. Dọa con hết hồn, gân cốt của người còn dẻo dai hơn con. Thế sự khó lường. Phạm Nhàn giỏi gây chuyện như vậy, có phải ngươi dạy không? Không phải, là nó tự mình nghĩ ra. Ở cái tuổi này của nó, còn trẻ tuổi mà có được tâm tư này không tệ. Từ lúc Phạm Nhàn vào kinh đô, chưa từng khiến người ta thất vọng. Chân của ngươi không sao chứ? Đứng lâu là tê. Không sao, không sao hết. Sau này trên điện sắp xếp cho ngươi chỗ ngồi riêng. Tuyệt đối đừng thần không chịu nổi. Phạm Nhàn được vào từ đường của Phạm gia chưa? Không vào cũng tốt, tính cách của hắn. Tạm thời đừng bái vội. Vào từ đường hay không cũng không quan trọng, vẫn là họ Phạm. Còn về cây hoải mà, thần dạy nó thêm, gây chuyện thật, thần gánh cho nó. Bệ hạ, người xem tính cách này của nó ấy mà, cũng chỉ có bệ hạ là thông cảm được cho nó.